Trong xã hội hiện nay vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh, những mảnh đời khó khăn cần được giúp đỡ. Mỗi ngày vẫn có những nhà hảo tâm, những người tốt mang những yêu thương đi sẽ chia cho những số phận đó. Đó là hoạt động từ thiện, một trong những hoạt động tích cực đang được lan rộng hiện nay. Từ thiện là hoạt động chia sẻ, giúp đỡ người yếu thế, xuất phát từ tấm lòng, tình yêu thương của con người. Ngày nay, hoạt động từ thiện được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau của cả các tổ chức, cá nhân hay tập thể. Đó có thể là quyên góp tiền của cho những hoàn cảnh khó khăn, quyên góp quần áo, sách vở cho những bạn học sinh tại những vùng núi thiếu thốn, hay là những đợt cứu trợ nhân đạo do thiên tai bão lũ, là những đợt xóa đói giảm nghèo, v.v. Những hoạt động từ thiện đầy tính nhân văn này đang ngày càng được xã hội quan tâm và phát triển. Trong cuộc sống xã hội, dù ở bất cứ quốc gia nào cũng vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh. Đó có thể là những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, đó có thể là nạn nhân của một vụ tai nạn thương tâm, và đó cũng có thể là những con người thiệt thòi ở những vùng núi xa xôi hẻo lánh, và đó cũng có thể là những người già neo đơn, những đứa trẻ bị bỏ rơi không ai chăm sóc. Họ không còn đủ khả năng để tự chăm sóc bản thân mà cần có sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội. Dù đất nước có phát triển đến mấy, xã hội có hưng thịnh đến mấy, thì cũng không thể bao quát hết được tất cả những số phận ấy. Trong cuộc sống vẫn có những người bị lãng quên, bị chìm đắm trong đói khổ, đau thương. Bên cạnh đó, người dân Việt Nam từ xa xưa đã răn dạy con cháu đạo lý: bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Truyền thống yêu thương đùm bọc lẫn nhau được truyền từ đời này qua đời khác, nó như một nét đẹp tiềm ẩn bên trong mỗi con người. Mỗi năm, mỗi tháng hay thậm chí là mỗi ngày luôn có những chiến dịch ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người trong chúng ta mở rộng tấm lòng mình hơn để thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều những số phận cần giúp đỡ. Sự giúp đỡ ấy không cần phải là những khối tài trợ lớn, những vật phẩm giá trị, mà đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ, những lời hỏi thăm, động viên từ tấm lòng là đủ. Và trong video ngày hôm nay, nhân dịp chuyến đi công tác, thì tôi vô tình bắt gặp một mảnh đời có cuộc sống hết sức khó khăn. Đó là gia đình của anh Nguyễn Văn Quang. Anh sinh năm 1980 và ngụ tại ấp 6, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Trong một gia đình có 6 người, thì anh Quang là lao động chính. Cha anh là Nguyễn Văn Lành, sinh năm 1931. Hiện đang mang nhiều chứng bệnh của người già, ví dụ như là bệnh khớp, tiểu đường, v.v. Và bác hiện nay là không đi lại được, chỉ nằm trên giường. Và nghe gia đình kể lại là bác nằm từ năm 2013 đến nay. Và hiện tại thì một cái khó khăn lớn nhất của bác đó là phải thông ống tiểu, tức là bác không đi tiểu được mà nhờ cái ống tiểu để thông ra ngoài. Và mọi sinh hoạt của bác trai đều do anh và vợ anh chăm sóc. Mẹ anh là bà Hồ Thị Thưởng, sinh năm 1939, hiện đang bị tai biến, không còn biết gì hết, kể cả ý thức. Và bệnh cũng bắt đầu từ rất lâu, kể từ năm 2003 đến nay. Và hiện tại thì mọi sinh hoạt của bác gái đều do anh và vợ chăm sóc. Và trong gia đình anh còn lại hai con nhỏ. Gia đình thì không có đất đai gì hết để trồng trọt. Công việc chính là làm thuê, ai thuê gì thì anh làm cái đó. Một người làm và nuôi cho 6 người ăn trong gia đình. Hoàn cảnh rất là khó khăn. Và sau đây là đoạn video ngắn mà tôi có cơ hội trao đổi và hỏi thăm về gia đình rất là khó khăn và vất vả. Thì cũng mong là thông qua cái video này, nhờ mọi người, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và nhân dân chung tay giúp đỡ ủng hộ phần nào, để gia đình anh Quang có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống hiện nay, đặc biệt là trong cái lúc dịch bệnh nó diễn biến rất phức tạp. Các tỉnh thành phía Nam của Việt Nam chúng ta thì đang thực hiện cái việc giãn cách xã hội, và lao động chính là anh Quang thì hiện nay thì không có làm gì được để kiếm tiền hết, đã vất vả thì lại càng vất vả hơn. Rất mong cộng đồng có thể chúng ta giúp sức. Xin trân trọng. Đây là địa chỉ mình đâu vậy? Ấp 6 xã Vị Tân. Rồi cho hỏi là hai bác hiện tại là bệnh gì? Má em bị tai biến, còn ba thì bệnh già, lưng bệnh chứ. Giờ ngồi không được, nằm có nằm không à, đi đứng không được, ngày nào. 8 lần này, 7 lần này. Rồi tiểu là bây giờ nấu dây vô không có tiểu được. Nấu dây vô, dây cũng cỡ mấy tháng nay rồi. Rồi bác trai hôm nay nhiêu tuổi vậy hả? 90 anh ơi. 90 hả? Dạ. Còn bác gái? 83. Hằng ngày thì mình làm công việc gì để mình... Dạ, nhà có 6 người mà có mình anh chồng em đi làm mà. Anh làm gì? Anh, đi làm hồ, rồi tới vụ lúa rồi đi máy, quay qua làm hồ vậy đó. Ai mướn gì làm đó. Rồi nhà mình có làm ruộng gì không? Dạ, không. Có
nhà. À, không có làm ruộng, đi làm thuê ha. Làm thuê. Một người làm mà nuôi sáu người. Rồi hai bác là bệnh lâu chưa ha? Năm 2013 tới nay. 7-8 năm. Nói chung là hoàn cảnh cũng khó khăn ha. Có mình đánh lạc nuôi 5 cháu người bệnh. Hai người bệnh, hai đứa nít nữa. Con chú Mạnh Thường Quân nha, mà có ở được cho gia đình em thì em cảm ơn. Dạ. Em biết nói gì hơn. Em không biết nói gì hơn. Như vậy nhà em là hoàn cảnh vậy đó. Có mình đánh lạc. Cái loại ruộng nuôi thì không có mà chỉ là làm thuê không ha. Dạ. Làm hồ rồi, nói gì làm đấy. Không ra dịch bệnh này, cái tháng mấy nay cũng không có đi làm ra tiền bạc vậy chứ. Nói chung là hoàn cảnh gia đình của hai bác rất là khó khăn ha.